Ồ, cái gì ở kia đây? Chiếc xe. Ồ, chiếc xe. Sao nó nằm ở trên núi? Nghĩ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình mới đi lại mọi người ơi. Nghỉ hổm giờ cũng lâu lắm rồi. Hôm nay mình đi cái khu vực đồi này nha mọi người. Đây mọi người, mình đã leo lên tới đồi rồi nè mọi người. Mình đã cũng đã thấy được một tổ đầu tiên đây nha mọi người. Mình coi thử cái tổ này có mặt hay không nha. Tại vì cái tổ này là tổ đầu tiên sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay trời cũng đang muốn mưa, trời có thui à. Đó cái tổ nằm đó mọi người. Nè, chích mình trời hôm nay ui ui á, ông nó dữ quá, mặt hình như đầy lắm mọi người. Trời, nó tí khối nữa, nó dữ quá trời, mặt đẹp lắm. Thấy con mặt đá ghê chưa nè, tổ đầu tiên nha. Đây cái tổ này cắt ra rồi nè, cũng mặt đã lắm mọi người ơi. Nè, để mình vũ cho mọi người coi nha. Đó, quá trời mặt luôn, tổ đầu tiên ngon quá. Thấy đã mọi người. Mặt nó xuống tới dưới nè, nó cũng có mấy cái ống phấn nè, nhưng mà phấn nó nằm ở dưới tàn này. Mình cắt cái tàn này gác lại nha mọi người. Đó, mình để tạm cái tàn này ở đây đi, hồi mình gác lại sao. Mình để mình bỏ cái bọc này nha, cái ổ này vô bọc đã. Đây, tổ đầu tiên, mình bỏ bọc vô nha mọi người. Để mình cạo phấn này nè. Phấn này phấn ướt nha mọi người. Trời này mưa cho nên có phấn này nè. Mình sợ bây giờ nó có mặt lại mà mưa, bão đang vô mọi người. Bão đang vô, mình sợ mấy bữa nữa là bứt mặt lại nè. Đây là tháng 9. Nghe nói là bão đang vô, chiều nay nó vô nè. Không biết mấy bữa nữa còn mặt hay không. Tại vì lâu lắm rồi mình không đi lại, hôm nay mình mới đi lại.
À, vậy là đã xong một cục mặt bỏ bọc rồi nha mọi người. Ô, bên kia có tổ mà mọi người. Nè, nó nằm mút ở bên đó, ở ngoài bụi tre kìa. Để mình lấy qua luôn. Lỏng quá, chơi cái này. Nó vừa một lá đó mọi người. Nó ăn trội một lá. Rất là lắm. Mà cái này mình mới được. Để đồ lên. Mình bắt nó. Tổ nằm ở bên kia. Đó cũng hơi dài lắm rồi. Tổ này già rồi, mà mặt cũng còn được nữa. Mưa lũ rất là khó khăn, nhìn nó đậm lắm. À, được hai tổ nha mọi người. Đây mặt tổ mình bắt xuống nè, mặt cũng được lắm nha mọi người. À, được hai tổ, mình bỏ bọc vô rồi đi kiếm tổ khác nha. Cái này nó đậu lên mấy cái nhánh chè non nữa nè, nó đâm đâm ra nhiều lắm. Cái này là mình vắt là hơi khó, tại vì có nhánh nhiều, vắt nó hơi bị chổi mấy cái nhánh này nè, với lại bỏ vô em bọc nó dễ đâm lủng bọc lắm. Mình cạo sạch phấn này, nó không có bị hư mặt nha mọi người, để cho phấn chung với mặt là nó bị chua, nó mau hư mặt. Đó, vậy là xong, bỏ bọc. Tháng này làm mưa á mọi người, nên là mình bắt cái chỗ nào mình vô bọc đó. Để tránh cái tình trạng mà nước nó vô trong mặt ong của mình. Cái này mình thu cho nó gọn lại bớt, tại vì cái tổ này nó cái chiều dài này nhiều quá mà mặt thì không có nhiều nè. Mình thu cho nó gọn gọn lại. Để cho cái tổ ong nó ngắn lại mình dễ bỏ vỏ. Mình bớt vậy là mặt nó ra nha mọi người. Nó chảy mặt ra nè, để cho nó ngắn cái cục mặt lại. À, tổ thứ hai cũng đã vô bọc xong nha mọi người. Mình bỏ vỏ luôn. Rồi, được hai tổ đó nha mọi người. Ồ, ở đây sao có con bay ra bay vô đây nè mọi người. Nè. Đó đó đó, mọi người dòm kỹ thấy không? Đó, có con hai con, ba con. Đó. Đây là cái ổ nằm chỗ đó rồi mọi người. Ổ nằm ở chỗ như này nè. Đây, mình bỏ đồ ở đây. Cái trắng bắt ổ. Nè,
đây mình xuống mình kìa, nó muốn trong mọi người. Chỗ này mặt ốm quá. À, cũng hơi bị khô chân nè mọi người. À, được 3 tổ. Mình bỏ tổ này vô rồi mình đi dài dài lên trên đồi nha mọi người. Lên trên kia. Lên trên đồi cao vô nữa, trên kia nữa kìa. Ở này mình cũng còn lưng chân đồi. À, đã được 3 tổ nha mọi người. Vô bọc xong hết suối rồi. Bây giờ mình leo đồi tiếp nha mọi người. Đây có tổ nhỏ nè nha, tổ tí hon à. Đó là chỗ kia. Trời, tổ chút xíu à. Tổ này nhỏ quá. Nè, cũng có mặt rồi nè nha. Chưa lại đi, bỏ lại đi. Bây giờ mình đi qua bên kia nha mọi người. Mình đi qua mấy cái đồi bên đó. Ồ, đây có tổ nè mọi người. Nằm trên cái điều nè. Đây, cái tổ nằm trong góc điều nè. Tổ này nó lòi cục mặt luôn à. Cái tàn bự mà giờ cục mặt nhỏ quá. Có một con chúa, hai con chúa nè mọi người. À, kéo anh Phạm vô cái cục mặt nữa. Bốn tổ nè mọi người. Mình bỏ vô bọc mình đi dài dài lên trên đỉnh luôn nha mọi người. À, bốn tổ nha mọi người. Rồi, mình đi dài dài lên mấy cái đồi trên kia rồi mình băng qua cái đồi này. Cái đồi này mình chưa đi. Ồ, ở đây có dấu người đi rồi nè mọi người. Có dấu nó luồn đi kiếm mình. Để mình lên chút xíu nữa coi sao. Sao ở đầu ở ngoài thì không có người đi mà vô tới trong đây để có dấu người đi. À, đây có người đi rồi nè, dấu vô lục tìm nè.
Không, mà phải lấy xe chạy về chỗ khác rồi mọi người. Ở đây có người đi rồi. Em đi gặp anh Phú nè mọi người. Anh Phú được mấy ổ anh? Ổ đôi được 5 ổ. 5 ổ. 5 ổ này 3 xì máy 4 xì rồi. 5 ổ này chắc bằng 4 ổ này. bằng 4 ổ. Em lên lấy xe thấy dốc đi nè, em chạy ra nè. Chạy ra tính đi ra ngoài kia chút xíu. Ở đâu? Quay ra ngoài đây nè. Vô trong cái đội trong đó đó. Cho nó hết hả? Giấu đi đó đó. Nghĩa lít rồi. Một lít. Có không? Hồi đó nó đi hết rồi Cường ơi. Tụi nào đi rồi á? Tụi nào đi? Nghĩa mới đi bên đó qua mà. Em đi bên đó thấy dấu rồi, đi ở bên đó đó. À. Xuống ra luôn, anh ra đó. Anh xuống anh ra nha, Cường có ra không? Giấu ai đi hôm qua hay sáng gì á? Qua hôm kia sáng nay nữa. Sáng cái bắt ổ gặp bắt ổ mà này nữa. Ổ đừng nữa xì không? Ổ đó đừng nữa xì không? Ổ gần xì. Ba ổ. Quải quá người ta đi hết rồi. Đây, ba anh em được như đây nè mọi người. Ai vậy? Đây là anh Cường. Anh đây là anh Phú. Trời ơi. Hay quá. À, được 4 tổ đó, sáng giờ được 4 tổ đó. 4 tổ chắc được 2 xỉu. Ừ, 2 xỉu, 3 xỉu. 4 ổ đó 3 xỉu có dư. 3 xỉu làm sao, 4 ổ 3 xỉu hết nữa. Ở đây có ổ nè mọi người. Nằm sát dưới đất luôn rồi. Đây nè, nằm trong đây nè. Tổ này thì quá già rồi nè. Ổ này già này mình phan vô bọc, mình gác vô vỏ rồi mình đi. Một hồi nó có rồi mình dồn vô vỏ nó vô bọc luôn. Ồ, đây có ổ nè mọi người. À, ổ nằm đây nè. À, ổ nằm ở trong mấy bụi cây. Để mình đốt thuốc ra.
cũng ngon lắm nè mọi người. Đấy, được 6 tổ. Được 6 tổ nha mọi người, đã vô bọc xong, xong rồi. Đây có tổ nè mọi người. Đây trong bụi này. Cái mặt ở trong đây sao nó không bằng cái mặt ở ngoài kia. Hồi sáng mình bắt ở ngoài kia mặt đẹp. Vô đây nó hơi bị khô khô chân. Những cây gai à, được 7 ổ nha mọi người. Ủa, trong kia có tổ kìa mọi người. Mặt trong đây không ngon bằng mặt ấu bài mọi người, nó bị khô khô chân rồi, mặt nó cũng không được nù nữa. Bây giờ mình dồn hai tổ này vô một tổ nha mọi người, cái tổ nãy mình chưa vô bọc á.
đánh bọt xong nha mọi người. Trời đang chuyển mưa tới đen thui luôn mọi người, chắc mình đi dài ra xe quá. Nè, đang mưa râm 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 nè. Cái gì ở kia đây? Chiếc xe. Ô, chiếc xe. Sao nó nằm ở trên núi? Ai đem lên đây nè? Trời ơi. Ở đây trên núi nè. Ở trên núi mình đang đi xuống nè mọi người. Gặp là chiếc xe. Xe gì? Sườn còn mới ghê nè. Xe gì ta? Mà sao tự nhiên tháo hết trơn rồi ta? Chúng để ăn trộm. Xe sườn mới ghê nè. Bản số nữa nè. Bản số rồi, không thấy số. Phuộc chẳng ba mái tháo hết, còn cái chống giữa, cái chống giữa với cái chẳng ba này, xe còn mới ghê, xe thấy nước sơn mới ghê nè, xe gì cũng không biết luôn. Ai này là ai ăn trộm nè, ai ăn trộm tháo hết rồi dắt cái sườn dục đây, mà dắt sườn đây cũng đuối á, tại vì ở kia là cũng xuống dưới kia cũng hơi sâu. Đây là đang trên núi nè, đang trên triền triền núi nè. Này, ăn trộm kỳ vậy ta. Ăn trộm mà vô cũng vô tới trong đây ăn trộm luôn. Thôi, đi. Ghê quá. Xe mà để vừa kia. Mà xe cũ chứ không sao. Xe mình xe đi rừng. Này ăn trộm nó lựa cái chiếc xe này mới nè, nó lấy nè. Là hôm nay được như đây mọi người. Mình ra tới xe rồi, mình về thôi. Rồi hẹn anh em gặp lại clip sau nha. Bye bye, chào tạm biệt.